Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Survey Việt. Nếu bạn đã có Survey Pro Tile Cover thì có lẽ bạn có thể sử dụng lại nó trên Survey Pro 6. Còn nếu bạn đang cần tìm một bàn phím tốt hơn cho thiết bị Survey Laptop, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Survey Tile Cover với máy quét vân tay tích hợp. Surface Pro 6 là một PC mạnh mẽ và được Microsoft cung cấp đầy đủ những tính năng cần thiết để có thể thỏa mãn được cả những khách hàng khó chịu nhất. Tuy nhiên, để xứng đáng với những gì bạn đã đầu tư, việc tận dụng hết tất cả các tính năng tuyệt vời của Surface Pro 6 là cần thiết. Để thực hiện điều này, hãy thử nghiệm với bàn phím Surface Pro Tile Cover. Microsoft đã xác nhận khả năng tương thích. Bên cạnh một lựa chọn màu sắc mới, tất cả các thay đổi khác từ Surface Pro 6 từ người tiền nhiệm đã được nhà sản xuất thực hiện ngay bên trong thiết bị. Ở bên ngoài thì mọi thứ đều có thể cùng kích thước và vị trí, nhưng Microsoft đã xác nhận không có thay đổi nào quá rõ ràng về phía ngoài của Surface Pro 6 so với năm ngoái. Tất cả các vỏ, bộ điều hợp, phụ kiện, da và nhiều thứ khác đều hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Sử dụng gói ưu đãi để tiết kiệm chi phí khi mua mới sản phẩm. Nếu thực sự bạn cần Tile Cover và thành thật mà nói để tận dụng tối đa Surface Pro 6, có thể có một cách để tiết kiệm chúng là xây dựng một gói ưu đãi khi bạn mua kèm thêm các sản phẩm từ Microsoft. Cuối cùng, các bên thứ ba sẽ không phiền hà gì mà không hỗ trợ bạn những dịch vụ ưu đãi để bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn. Thêm ID vân tay để bảo mật tốt hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chút bảo mật bổ sung trên Surface Pro 6, đừng quên Tile Cover với máy quét vân tay tích hợp. Nó có sẵn màu đen và có giá cao hơn một chút ở mức $160. Nhưng đó là cách thanh lịch nhất để sử dụng bảo mật dựa trên cấu vân tay của bạn trên Surface Pro 6. Hy vọng là video này đã hữu ích với các bạn. Còn bây giờ đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!